Xuất phát từ sự kết hợp độc đáo của nghệ nhân Phạm Duy Cương và họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, tác giả của nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng tại Việt Nam, showroom nhà cây gốm sứ Cương Duyên được biết đến không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị tinh hoa văn hóa của làng gốm Bát Tràng, mà còn là nơi trưng bày các tác phẩm gốm sứ thủ công dành tới những người yêu nghệ thuật trên khắp cả nước. Nhằm đem tới những trải nghiệm thiết thực và gần gũi đối với nhóm sản phẩm đồ thờ tâm linh cao cấp, Cương Duyên đem tới hơn 10 giải pháp bàn thờ chọn bộ khác nhau, giúp khách hàng khi đến showroom hoàn toàn có thể hình dung được vị trí bài trí, số lượng vật phẩm trên bàn thờ, sao cho phù hợp với không gian, phong cách nội thất của gia đình mình. Ví dụ như bộ đồ thờ tài lộc như ý, mang sắc lam truyền thống rất phù hợp với không gian nhà gỗ. Còn bộ đồ thờ dệt gấm thêu hoa hoàng kim sẽ tôn lên sự sang trọng đẳng cấp của không gian biệt thự hiện đại. Liên kề với đó là không gian tiếp khách truyền thống để quý khách hàng có thể vừa thưởng trà, thưởng gốm và chia sẻ những câu chuyện đời thường trong cuộc sống. Điểm nhấn trung tâm của công trình showroom nhà cây gốm sứ Cương Duyên là chiếc cầu thang tài lộc, với thiết kế tay vịn được trang trí bởi những đồng tiền may mắn và hình tượng cúc vạn thọ được cẩn họa kỳ công trên mỗi bậc thang. Mỗi bước chân trên cầu thang chính là lời chúc mang tới sự bình an, may mắn, hanh thông, vạn sự như ý cho quý khách hàng. Không chỉ nổi tiếng với các tác phẩm sứ tâm linh cao cấp, Cương Duyên còn đem tới thế giới đầy màu sắc nghệ thuật của các tác phẩm sứ trang trí độc bản với số lượng giới hạn tại không gian tầng 2. Tiếp nối truyền thống và phát huy những nét sáng tạo độc đáo của thế hệ trẻ, các tác phẩm sứ trang trí cao cấp của Cương Duyên không chỉ kế thừa những tinh hoa của thủ pháp vẽ tay truyền thống mà còn kết hợp những sắc men mới lạ, đem đến các bộ sưu tập vừa có nét độc đáo lại vừa hiện đại, phù hợp với các phong cách nội thất mới. Bên cạnh đó, phòng truyền thống chứa đựng những vật phẩm tái hiện khoảng thời gian nghiên cứu bài men làm khởi thủy của nghệ nhân Phạm Duy Cương cũng là điểm check-in độc đáo mà quý khách hàng không nên bỏ lỡ. Từ chia sẻ của nghệ nhân Phạm Duy Cương, mỗi một góc, một chi tiết, một viên gạch tại showroom nhà cây gốm sứ Cương Duyên đều có mang trong mình những câu chuyện, những ý nghĩa, tất cả hợp lại một không gian văn hóa nghệ thuật và Cương Duyên đang từng ngày nỗ lực để lan tỏa những giá trị tốt đẹp về một nghề gốm cổ truyền không chỉ đến du khách trong nước mà còn đến nhiều quốc gia trên thế giới.